trong tầm tay trên thế gian này. Nào về đây tay vung sen quỳ dưới chân thầy. Anh em ơi ta bên nhau cùng xây đắp màu nhiệm tay lời Phật xưa vị trí sáng ngời. Dòng đời trôi bao đau thương hằn sâu trong lòng. Thầy về đây gieo tình thương ngập tràn muôn lối. Kia một sáng hoa từ bi như đóa sen hồng nở bừng lên trong nắng mai tỏa khắp hương đồng. Anh em ơi tay trong tay cùng vui dục hòa. Đường có xa ta diều nhau đi về lối xưa. Trên đất lành tâm an vui hạnh phúc tràn đầy. Là diều âm lời Phật xưa chân lý muôn đời. Thầy về đây mang tin yêu bừng lên trong lòng. Lòng từ bi thương đàn con lạc loài trong ngóng. Tìm hạnh phúc trong tầm tay trên thế gian này. Nào về đây tay bụng sen quỳ dưới chân thầy. Anh em ơi ta bên nhau cùng xây đạo tràng. Bầy trẻ thơ mẹ cha vui cười hát vang. Trên đất lành tâm an vui hạnh phúc tràn đầy. Màu nhiệm thay lời Phật xưa vị trí sáng ngời. Dòng đời trôi bao đau thương hằn sâu trong lòng. Thầy về đây gieo tình thương ngập tràn muôn lối. Kia một sáng hoa từ bi như đóa sen hồng nở bừng lên trong nắng mai tỏa khắp hương nồng. Anh em ơi tay trong tay cùng vui lục hòa. Đường có xa ta diều nhau đi về lối xưa. Trên đất lành tâm an vui hạnh phúc tràn đầy. Là diều âm lời Phật xưa chân lý muôn đời. Anh em ơi tay trong tay cùng vui lục hòa. Đường có xa ta diều nhau đi về lối xưa. Trên đất lành tâm an vui hạnh phúc tràn đầy. Là diều ấm lời Phật xưa chân lý muôn đời. Với không gian ta chỉ là cát bụi. Trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng. Nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp. Hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi
sao không tìm giác ngộ? Hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài. Kia biển cả sóng gục đầu bên sóng, trong bao la so với gió hẹn hò, trên khung trời mây trắng ngà màu cho, rồi chuyển biến cho nước mây tụ hội. Có vô thường, có chia phôi nước mắt, có thân này, có sinh tử đau thương. Nhớ tư duy quay trở về tĩnh lặng, cùng ngàn cây tiếng gió gọi thì thầm, bàng bạc như âm thanh lời nhắc nhở, báo hồng ân đấng chính giác năng nhân. Hiên ngang tâm hy xa trống treo, thuyền từ đi bát nhã vượt về sâu, nào cùng đi ta xuôi dòng tránh đạo, đường tu Phật đường giải thoát chân. Nào cùng đi ta xuôi dòng chánh đạo, đường tu Phật đường giải thoát chân như. Với không gian ta chỉ là cát Oh.
thế giới đầy từ đời đi tiên dân đạo từ A Di Đà Phật. Yeah.
đời từ đời đi tin dân nào xưa A Di Đà Phật. Không làm mê sắc hương á ba giới lực di thân ý thường mặc bên mình che gió dương hành trang tôi gần bạn đi xa những tháng đau thiền di chúng mà là đây thiền định chân như ý giúp bạn bình tâm hương nghe ta tôi gửi bạn lên đường dòng đường cuộc sống chưa muôn duyên là đèn khi tựa soi si ăn bờ kia giác ngộ được bình yên hành trang tôi gửi bạn vào đời sống giữa yên ba hay phù trời là hoa đức thanh tôn muôn đường hành trang tôi gửi bạn tình thương mãi mãi dạng người như thái dương đi đi bạn hỡi thương tình tân chánh pháp huy hoàng khắp muôn phương là ngày mà tất cả người con Phật
thể hiện tinh thần hiếu đạo đối với ân sư. Và cũng là ngày Phật tử thể hiện tâm hiếu đối với cha mẹ con. Và cũng nhân ngày lễ này, thầy tổ chức lễ kỷ niệm lần 60 của thầy trong ngày ra. Do lý do đó mà tất cả môn đồ của chúng con, tất cả đại chúng trực thuộc của linh mục chùa Pháp Cường chúng con nhất tâm trở về đây để mừng thánh tuế cho thầy và cầu nguyện một ân tâm bảo gia truyền để cho thầy lúc nào sức khỏe cũng đầy đủ, tâm hồn lúc nào cũng tỉnh thức, làm một cái đại thọ để che mát cho tất cả đệ tử chúng con và che mát cho tất cả Phật tử con ghi nguyện chùa của thân mình. Trong những lúc vừa qua, do Phật sự đa ơn, chúng con có những gì sơ sót, xin chính thầy đầu tiên chỉ tạ để cho con và tất cả các bạn ở đây được tăng nguyên công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng đã hội nghị cho tôi trên đường của Đồng Pháp.
cho quý thầy, những thầy thầy những nữ có cái thọ cao hơn, khỏe mạnh. Khi mà muốn tiếng cho là tâm mấy rồi ha, một trong mấy thì công việc cũng sướng để cho mọi người thấy cho mình là tu tập là có sự chứng đắn, có sự tình điều rõ ràng. Còn đối với cái biện pháp thì thầy là người thấy nhiều, nhưng mà thấy là bộ pháp cũng gia vị ha, thầy chế độ ốm mò như làm việc gì cũng mập lắm đó. Sao vậy thầy? Hồi trước ốm mò bệnh mỏ tôi thấy càng làm việc càng phì đó, và vì tại sao là vì thân thức chế sinh chế cơ lý như vậy, cơ như vậy và ăn việc như vậy, và cũng cách là đền ơn tam bảo để trả ơn cho các Phật sư trưởng. Xin cảm ơn quý thầy, mong rằng quý thầy sẽ nỗ lực tu tập nhiều hơn cho vô lý của chúng ta trong cuộc đời, và không phải là một điều vì cái công việc gì đó, cái công việc ma sự việc của ma, việc nó không có ảnh hưởng nhiều đến người tu tập, mà việc quan trọng chúng ta là tạ cũng công phu. Mà ở đây thầy để pháp được hai điều này, ai vừa làm việc và vừa hạ công phu, không có đi giảng mấy lần này, anh đã phải tập trung nói chuyện với các chủ đạo tử ở nơi cái khu nội địa, thì thấy là tổ chức tu tập cũng tốt và có những cái thành công của nó. Nhưng mà nhớ một điều rằng cái gì rồi nếu có thành công mà bằng những người của đất lạc thì nó sẽ đi đến cuối cùng của tất cả. Không ai thì mong thầy nên là giữ gìn sức khỏe nhiều và để cống hiến cho giáo hội cũng như cho phật tử và nỗ lực tu tập hơn. Thôi cảm ơn tất cả mọi người và cầu quý thầy luôn luôn có sức khỏe và có tâm hướng thượng để đạt cái con đường để tốt sâu. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên thầy từ bi chỉ dạy nhắc nhở cho chúng ta làm tròn sứ mệnh của người con Phật. Thì đối với bộ phận của chúng tôi có một cái nghĩ khó khăn là làm sao để Phật pháp được trường tồn, chúng sinh được an lạc, đó là then chốt để trở về đến chỗ đẹp đó. Và ở chùa bất cứ nơi đâu cũng tạo điều kiện cho linh hồn Phật giáo được phát triển mạnh mẽ, tạo sự hay là cho tất cả mọi người để hình đồ với các lành chi nộ những người có thông tu mà trở về để có một sự hay là tâm hồn. Ngoài ra chúng tôi đặt nặng vào vấn đề tu tập và vấn đề sinh hoạt giáo hội trong cái giai đoạn hiện tại giữa tu tập và xã hội đều không được tất trời, mà lúc nào phải gắn bó đồng hành thì mới thực hiện hai quả mà làm đạo có tốt được. Hay những lời thầy dạy chúng con cũng nguyện khắc phục kỳ công và cũng nguyện nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người con Phật. Và tất cả đại chúng chúng con xin phát nguyện y giáo hồn hành, y giáo hồn hành, y giáo hồn hành. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam sư tam thánh. Ah.
thầy cầu ạ. Chỗ nào nhỏ nhỏ, tiểu tiểu nhỏ không lên quy quyền dưới chú Thái, quy quyền. Đúng rồi. Lên đây này, quy quyền bên đây. Xin mời. Báo quy quyền luôn. Được rồi. Kìa, quỳ lên. Làm tốt lại. Chưa, chụp chưa chưa? Chụp chưa? Chụp lại bôi đi. Điểm ta cái bôi mà đẹp nhất rồi lớn lắm. Rồi, xin cảm ơn. Cũng cho mấy tụi cháu cho tụi mẹ lại. Đại hiếu mục kiền liên tôn giả các đại chứng minh
cung kính ngưỡng bái bạch trên hòa thượng ân sư, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni nhị bộ. Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm Đinh Dậu, hiện tiền đệ tử chúng con có duyên sự đê đầu trước đại tăng dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên quý ngài. Theo truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, chư tổ vẫn dạy tri ân và báo ân là truyền thống tốt đẹp mà Phật giáo đem đến cho toàn thể nhân loại. Ngày hôm nay tại đạo tràng Tổ Đình Bửu Lâm, chúng con hiện tiền hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, nương nơi truyền thống tốt đẹp đó, long trọng cử hành đại lễ Vu Lan và dâng lời tưởng niệm tứ ân. Đặc biệt chúng con được vinh dự mừng tuổi thọ chúc hạ lạp của hòa thượng ân sư cũng như 60 năm hòa thượng kỷ niệm ngày trở về dâng cuộc đời để phụng sự chúng sinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trên tinh thần đó, giờ này đàn tràng chúng con đã trang nghiêm phụ vị, chúng con đê đầu kiền thỉnh trên quý ngài hưng khởi vi tâm, quan lâm đạo trường chứng minh cho hàng đệ tử chúng con, để nương nơi đó chúng con được báo thâm ân, trong đó ân sư trưởng trong muôn một ngưỡng lao đại chúng hiện tiền đại tăng thì từ hứa khả. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên quý ngài đã thì từ niệm Phật hứa khả, hàng đệ tử chúng con xin đê đầu kính lễ tam bái kiền thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Chúng Trong Pháp Nhã, để cung thỉnh chư con được đạo hòa thượng thường toàn đại đức tăng ni quang lâm đại hùng vũ điện, để cử hành nghi lễ khắc tế và kỷ niệm 60 năm hòa thượng ân sư xuất gia. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, kính lạy các người vừa chỉ cả hay thế tôn liệt và đạo mộc thì có Amen.
Mô Tho Long Tế Trung Thánh Đồng Nai Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con nghe đầu cung thịnh Chư Tôn Đại Đức Ni Sư Chư Đại Đức Ni Thứ Tề Hà Lạc Phân Ban An Toàn. Kính mời quý nam nữ Phật tử chúng ta tiến hành về phía bên trong chấp điện, đứng hai bên tạ hữu chấp điện, chấp câu ni Phật. Đê đầu đảnh lễ Chư Tôn Đường Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, để cho buổi lễ khánh tế và kỷ niệm 60 năm ngày Hòa Thượng Ân Sư chúng con xuất gia thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh được thập phần viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con đê đầu cung thịnh Hòa Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Dị Bộ hoan hỷ khởi thân niệm Phật cầu gia vị. Cung thịnh Hòa Thượng khởi niệm.
tặng quà của nam nữ Phật tử các giới. Mười một cắt bánh kem chúc mừng Hòa Thượng Ân Sư. 12 cảm tạ hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đường lão Hòa Thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử các giới. Ngưỡng tay bạch trên, thầy muôn vàng tôn kính. Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm Đinh Dậu, nhằm ngày mùng 2 tháng 9 năm 2017, thế là ba tháng an cư đã viên mãn. Với tất lòng hiếu kính thiết tha, anh chị em chúng con từ khắp mọi miền đất nước, từ đồng bằng đến cao nguyên, từ Việt Nam cho đến hải ngoại, hôm nay có hội về đây thành tâm dập đầu đảnh lễ quỳ dưới gót chân sen của thầy. Khả kính chúng con thầm tưởng rằng 60 năm trụ cửa hâm, gieo trồng giới luật khắp non sông, ba miền Phật pháp còn in dấu, nhiều cảnh già lan trọn phát công. Kính bạch liệt quý vị, cách đây 60 năm về trước, thầy đã từ giả gia đình thân thương mà chọn vào cửa Phật và phát đại nguyện rằng: thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, để làm lời lạc cho chúng sanh muôn loài. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, đã bao lần mùa sen nở, đã nhiều lần cúc thay hoa, thân tứ đại thầy dần suy theo năm tháng, nhưng ngũ phần hương pháp thân thầy vẫn tỏa ngát không gian. Trong suốt bao năm tháng qua, từ lúc sơ sinh trong Phật pháp, chúng con đã được nuôi dưỡng bằng dòng sữa pháp ngọt ngào từ trái tim thấm đậm yêu thương của thầy. Dòng pháp âm nhiệm màu đó đã âm thầm che chở, nâng đỡ chúng con mỗi khi gió nghiệp bão dương thổi về, và xua tan màn vô minh phiền não trong tâm thức mỗi chúng con, để chúng con lớn khôn trong vầng nối cánh pháp. Cho đến hôm nay, nhân ngày lễ khánh tế và kỷ niệm 60 năm xuất gia của thầy, hàng đệ tử chúng con xuất gia và tại gia, dù gần hay xa thầy, mỗi chúng con cảm nhận được chân giá trị tình thầy dành cho chúng con. Lòng từ bi thầy bao la cao quá thay, sâu đậm và thanh thoát quá. Thầy ơi, ngôn ngữ thế gian nghèo nàn hàn hẹp, không sao diễn tả ca ngợi hết lòng từ bi và hành nguyện vị tha của thầy. Đành rằng biểu tượng không phải là thực thể, ngôn ngữ diễn đạt không phải là chân lý thường hành. Song anh chị em chúng con xin thầy cho phép chúng con được vay mượn ngôn ngữ sai biệt của đời thường để bày tỏ tình thương vô bờ thiêng liêng bất diệt của thầy dành cho chúng con. Thầy đã trao truyền cho chúng con trọn vẹn gia bảo của Như Lai với biết bao giáo lý tinh tí Phật pháp. Thầy thường dạy rằng giáo pháp không nằm trong sách vở chữ nghĩa, mà giáo pháp nằm trong tiềm năng của chính mình. Phải dạy dỗ uốn nắn tâm mình, đừng mãi xô theo danh lợi, hãy nhớ đến vô thường khổ không vô ngã, để đừng cuốn trôi năm bắc phù trần.
chỉ cần lắng động lại thì tâm ta tràn ngập giáo pháp. Lời thầy dạy chúng con luôn ghi lòng tạc dạ, nguyện đem pháp bảo tô bi áp dụng vào thực thể cuộc sống hàng ngày. Dòng pháp âm bất tiện đó xuyên qua rừng cây kẽ lá, thông qua vũ điệu sắc thanh, âm thầm nuôi dưỡng, chỉ cần chúng con một lòng chánh niệm lắng nghe, biết trân trọng đón nhận thì nơi đó đang có sự hiện diện của thầy. Thầy trụ thể giữa ngàn hoa ánh sáng, hoa tình thương, hoa trí tuệ ngát hương, hương dây đức tỏa khắp đến mười phương. Thầy rực rỡ giữa muôn ngàn ánh sáng, đó chính là lý do của buổi lễ khánh tế và kỷ niệm 60 năm đi xuất gia của thầy chúng con. Xin đại chúng nhiệt liệt cho một tràng phổ thay để chúc mừng lên ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiến hành buổi lễ trang nghiêm, vậy quý nam nữ Phật tử tại Hà Nội cũng như Hải Phòng chuẩn bị cử hành dâng hoa lên cúng dường Hòa Thượng Ân Sư. Kính mời bốn vị Phật tử chúng ta tiến hành về phía bên trước để dâng hoa cúng dường đến Hòa Thượng Ân Sư. Kính mời Phật tử hãy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, thay lớp chư thiên xuống hát đàn, có đàn thiếu nữ hát ca vang, tung hoa ngũ sắc dân chân thầy, đại chúng mừng đó hoa đạo lý nguyện dân cúng, muôn đời gió nghiệp thổi không rơi. Mời chúng xuất gia đại đức tăng, đại đức ni quan lâm về trước bàn chứng minh của chư tôn đôn đức để dâng lời cảm niệm lên ân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Ân Sư cùng điện tiền chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni nhị bộ. Hôm nay hội đủ duyên lành những tiền đệ tử xuất gia đại diện cho hàng Phật tử tại gia tại tổ đình Vũ Lâm, chúng con có duyên sầu sự xin đề đầu đảnh lễ dâng lời tưởng niệm. Trong đó phải kể trên và trước nhất
đó là ân thâm giáo dưỡng của Hòa Thượng chúng con. Vừa là người cha, vừa là người thầy, dạy dỗ, hộ niệm trên mỗi bước đường tu tập, hạnh nguyện giải thoát của mỗi mỗi chúng con. Kính bạch quý ngài, chúng con hằng nghe, sinh ta ra là cha mẹ ta, ta thành người là do thầy và bạn ta. Hôm nay chúng con năm mốt lên người, hình hài giới được tề trang nghiêm cũng là do ơn cha mẹ dưỡng dục và kiến thức về mạng mà Hòa Thượng ân sư chúng con đã trao truyền. Thêm vào đó, sự chăm nhắc cũng như hỗ trợ nâng đỡ cho chúng con từng bước đi vào xã hội, sự che chở đó là người xuất gia, là người đệ tử, là người đứng không không môn, chúng con làm sao quên được. Ngày hôm nay nhờ ơn thầy tổ, thừa ơn tam bảo, chúng con hiểu đi được con đường sinh tử và luân hồi. Có được giới thân tuệ mạng này là do bậc thầy siêu xuất thế gian, mà Hòa Thượng ân sư chúng con là một trong những bậc cao quý làm nên điều đó cho cuộc đời mỗi chúng con. Chúng con thiết nghĩ rằng Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni ngài đã thị tịnh niết bàn, chư Phật và bậc hiền thánh đã an trú vào thế giới tịch diệt vô vi, chúng con thì lại đang bơi lội trong vũng lầy của sinh tử, sống nhọc nhằn với hiện thức của khổ đau. Nhưng điều hạnh phúc lớn cho chúng con được gặp đó là bậc sư trưởng, người đã thay Đức Thế Tôn, người đã thay cho hàng tổ dìu dắt chúng con để đi lần mò vào con đường giải thoát, tìm lại chính mình. Tuy các ngài hiện tướng phàm tăng, nhưng ẩn hiện thâm địa tùng vọng xuất, những bậc quỷ phạm xứ ấy đã làm cháy lên ngọn đúc trí tuệ trong mỗi âm chúng con. Nhờ thế mà chúng con mới đủ năng lực chống đỡ lại với ngũ dục ma quân, cuộc đời đầy cám dỗ với duyên nghiệp trói buộc thân phận của đời người. Rồi một thoáng giác ngộ bất tư nghị ấy, chúng con thầm tưởng nhớ đến qua lời thơ thi sĩ Thanh Trúc: nghiệp duyên, duyên nghiệp lâu rồi, phút giây giác ngộ chợ đời lãng quên. Quả thực thế, thấm thoát thời gian trôi qua, chúng con được trở về và nương tựa bên thầy. Thời gian không gọi là dài, nhưng nó chứa đựng nghĩa thầy trò vô hạn. Thầy là người lèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng con đến bờ giải thoát an vui. Thế nhưng thầy quá cao siêu, chúng con thì lại quá ngây dại, không thẩm thấu được ý chỉ của thầy. Tuy chúng con có được thân tướng xuất gia, nhưng tâm chúng con còn mê muội, nên làm sao tránh khỏi những lỗi lầm? Vì vậy lắm lúc đã làm nhọc tâm thầy. Chúng con hiện diện nơi đây, dân năm gốc thân đế đầu đảnh lễ sám hối bao nhiêu đi nữa, cũng làm sao chuộc hết nỗi lầm khi chúng con đã trót gây ra. Kính mong thầy vì thương đàn con dạy mà tha thứ cho chúng con, để cho chúng con được phần tụ phước để tu tập. Nhưng dù sao đi nữa, chúng con cảm thấy rất ư là tự hào có phước duyên làm đệ tử của thầy. Vì đàn thơ dạy mà thầy phải hy sinh tất cả để độ chúng con, vì hạnh nguyện độ sanh mà thầy chấp nhận tất cả những căn bệnh của chúng sanh, tùy bệnh mà thầy cho thuốc vậy. Mới đây mà thầy đã bước vào tuổi ngoài 70, sức khỏe của thầy năm nay đã giảm sút theo sự mài mòn vào của thời gian vô tận. Thầy luôn luôn trăn trở với đàn con, mặc dù bên ngoài thì luôn biểu hiện nét dung thông tự tài,
Nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của Thầy, chúng con mới thấy rõ điều đó hiện hiện. Và Thầy không hiểu lộ ra ngoài sự chăm lo cho chúng con, nhưng trong tâm Thầy luôn luôn nghĩ về từng đứa đệ tử một. Thầy chỉ muốn cho chúng con đi học để có kiến thức, vận dụng giáo lý Phật Đà trong cuộc sống tu tập, tuyệt đối không đem chuyện xấu dở làm tiếu thị phi. Thầy thường dạy chúng con bằng thân giáo, ý giáo hơn là khẩu giáo. Căn cơ của chúng con thì lại quá thấp, mà hành theo Thầy thì khó quá làm sao. Đôi khi Thầy phải hiện tướng nghiêm nghị khi chúng con làm lỗi. Nhờ vậy mà chúng con bỏ dần nghiệp xấu. Sự hiện diện của Thầy là hình ảnh người lái đò trên sông giải thoát, người luôn luôn vững tay chèo trước từng đoàn ngựa thạch sang sông. Thầy đã thay Phật tiếp độ nhiều dẫn những chúng sanh đang lên trên dạt bờ giữa đôi bờ mênh mông không định hướng. Tình thương của Thầy như cái tùng cái bách giữa nắng ương mầm tri giác cho chúng con. Chúng con những gã cùng nữ tự cho mình là bồng tiện, cứ lang thang tha phương cầu thực, mãi mê theo ý tưởng của thấp hèn. Hôm nay về lại dưới chân Thầy, chúng con nhận ra người cha trưởng giả giàu sang và tài đức vẹn toàn. Vì sự nghiệp cao cả của chánh pháp, Thầy chẳng quản gian lao khó nhọc để trao truyền pháp bảo cho chúng con. Hồng hông làm sao ngọn đèn chánh pháp được lưu truyền đến thế gian mãi mãi. Chúng con được thấm nhuần giáo lý Phật Đà, lớn lên và tắm mình trong giáo pháp của Như Lai. Những dòng suối đạo vị ngọt ngào đã đưa chúng con vững bước trên con đường tiến tu giải thoát. Quả thật không sai, Thầy luôn là bóng cây che mát cho chúng con. Thầy là con thuyền thanh hương đưa chúng con lên bờ thanh hương. Thật cao quý thay, chúng con có thể dùng ngôn ngữ từ diễn nào để đạt hết được thâm mong của Thầy. Biết nói làm sao đây, khi chúng con được hưởng trọn là gió mát của cội Bồ Đề nơi đạo tràng Vũ Lâm này, lại được sự che chở bảo bọc của Thầy trong giờ phút linh thiêng trang nghiêm thanh tịnh này. Chúng con chỉ biết lắng lòng hướng về người cha thả kính, người Thầy kính yêu, khắc lên trong tâm mình hai chữ tri ân và luôn nhủ rằng cần phải báo ân. Nhân đây, nhân ngày hôm nay, chúng con thành kính dâng lên Thầy một món quà, nó gói đòn tất cả tấm lòng thành kính của toàn thể hiện tiền đệ tử chúng con. Kính bạch tên Hòa Thượng Ân Sư Đê Đầu đảnh lễ hiện tiền chư tăng dì hộ, hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con kính mừng Thầy chúng con thêm một tuổi nghiêm thân hành đạo. Không biết nói gì hơn, chúng con xin nguyện noi gương sáng của Thầy, nguyện học theo hạnh nguyện của Thầy, phát huy khả năng trí tuệ, nỗ lực tu trì hoằng dương chính pháp, lấy sự nghiệp giải thoát làm mục đích tối hậu, tiếp nối con đường phục vụ chúng sinh là cúng dường mười phương tam bảo, ngõ hầu đền đáp một phần rất nhỏ công ơn Thầy đã cho chúng con. Xong núi Dậu Mai có chuyện dời, tình Thầy thâm trọng mãi chẳng vơi, con nguyện khắc ghi lời Thầy dạy, làm gói hành trang suốt một đời. Chúng con cầu nguyện tam bảo thì từ gia hộ cho Thầy khắp thể luôn chức năng tuệ đăng thường chiếu, để làm thạch trụ, để làm ngọn đèn, để làm con đường, để chúng con hướng về đó mà trôi vào biển Như Lai viên giác diệu tâm của chính mình. Chúng con sẽ thành tâm đảnh lễ Thầy, kính chúc Hòa Thượng cùng chư tôn thiền đức thượng tọa đại đức tăng ni dị bộ và quý Phật tử hiện
dựng trong đạo đàng được vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng kiết tường. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Khánh tuế Phật tôn sư là nét đẹp vàng son, từng thời khắc vuông tròn con vui sống. Ơn sư phụ như cha hiền đức trọng, hiếu chưa đề nghĩa chưa đáp nặng tình thâm, lòng đệ tử ngàn năm sao trả hết. Một bài cảm niệm dâng lên thầy muôn vàng ý nghĩa. Đệ tử xuất gia tăng ni đế đầu đảnh lễ cúng dường lên hòa thượng ân sư tam bái. Kính bạch quý ngài, kính thưa điện quý vị, hàng nam nữ Phật tử các giới, nhờ công ơn dạy dỗ của hòa thượng ân sư. Luôn đem an lạc đến cho mọi người.
chúng sanh quên Phật, chư Phật làm hóa xa lề chúng sanh. Chúng con vì vô minh phiền não, vung ba với cuộc sống đời thường, vọng theo duyên trần. Nên lắm khi chúng con đã làm Phật ý Thầy, mà chúng con không hề hay biết. Khi nghĩ lại, thì cảm thấy hổ thẹn, chua xót làm sao. Hôm nay, trước cung cảnh trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con một lòng chỉ thành cầu xin sám hối. Kính mong Thầy mang hệ tha thứ lỗi lầm mà chúng con mắc phải, để chúng con được an vui tu tập dưới bóng từ bi của Thầy. Là hàng Phật tử tại gia, nên chúng con có phần bị ràng buộc bởi gia đình và cuộc sống sinh nhai. Chúng con cố gắng nỗ lực tu tập như lời Phật dạy. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên bởi ngọn đuốc trí tuệ của chính mình, không thắp lên bởi ngọn đuốc nào khác. Với đức ánh cương và nhu, bi và dũng, tuy rằng rất đơn sơ mộc mạc, nhưng đó là những cái tinh của ương hoa lý tưởng đã hung đúc tinh thần của chúng con và tạo thành nếp sống đẹp của nền văn hóa tâm linh. Nhận âm ba và hương vị giải thoát thông qua thân giáo của Thầy đã gợi lại trong tâm hồn chúng con một sức sống, một lý tưởng giải thoát an vui cho chính mình và mọi người. Thật là một ân tình ngập tràn trong chúng con. Quả nhiên vậy, sau những năm dài, Thầy không quản ngại khó khăn, chấp nhận với cuộc sống cô thân chiếc ảnh, với niềm vui tự tại nơi miền thôn giả này. Thầy luôn mẫn dạy dỗ dìu dắt chúng con. Có những khi Thầy đi hoằng pháp ở châu Âu, nhưng hình ảnh và pháp âm của Thầy vẫn lắng đọng trong chúng con. Với những lời dạy, những bài pháp như tiếng sư tử hống, nụ cười vang vang như âm thanh giải thoát, tạo cho chúng con có niềm vui trong sự sống, làm vơi đi những nỗi phiền muộn chắc ẩn trong cuộc sống đời thường. Hàm số khổ đau giảm dần theo biến số của cuộc đời. Hôm nay, dường như đã đơm hoa kết trái, tinh thần học Phật và chiêm niệm thực hành giáo lý qua lời dạy của Thầy. Chúng con thấy có nhiều tiến bộ, nhất là cách cư xử trong cuộc sống. Chúng con bỏ được tập khí xấu dần dần, chị em thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần phụng sự tăng bảo, cùng sát cánh bên nhau gắn làm hộ pháp. Để Thầy cho chúng ta cùng đưa ra đầu chánh pháp đi đến đích thành công. Đó là hoài niệm nhỏ bé của chúng con, cầu nguyện tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con. Kính bạch Thầy, trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, chúng con không làm sao nói hết những tâm ân cao cả của Thầy. Trong sự quan tâm lo lắng dạy dỗ của Thầy để đáp lại phần nào trong muôn một ân đức của chư Phật, chư Tổ sư và Thầy của chúng con. Chúng con nguyện trong suốt cuộc đời còn lại, nguyện noi theo gương sáng của Thầy, cố gắng trau dồi trí tuệ, hành trì giáo pháp, để xứng đáng là đệ tử của Phật, của Thầy. Trong niềm xúc động, vui mừng trong buổi lễ khánh tế Hà Lạp và kỷ niệm 60 năm xuất gia của Hòa Thượng Ân Sư, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ xin được kính dâng lên Thầy một món quà nhỏ với tất cả những tấm lòng tri ân vô bờ bến của chúng con. Được mong Thầy đồng ý mẫn nạp, chúng con xin
tâm đảnh lễ cúng dường tam bái và xin kính chúc Hòa Thượng Ân Sư phát thể kinh an tâm tâm thường lạc thế thọ nguyên trường đảm thọ tăng long để mãi mãi là ánh sáng trí tuệ soi đường cho chúng con đi, mãi mãi là đỉnh núi bình an cho chúng con nương tựa. Chúng con xin kính chúc chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng ni phát thệ khinh an tệ tăng thường chiếu. Chúng con xin kính chúc toàn thể quý Phật tử sức khỏe bình an vạn sự tường như ý. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch thầy, tôn sư con kính nhất, cả một đời hy sinh vẹn lòng tu, mặc phong trần cây đắng vẫn thắng thù, không lùi bước dù chướng duyên ngàn lối. Quý nam nữ Phật tử đã thể hiện tinh thần tri ân báo ân trong môn một đối với bậc thầy khá kính của chúng ta. Điều hành chư phái lên tới thánh tầm nay và rừng Vũng Tàu, kính bạch chư tôn đức lãnh đạo trong chư phái, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày thánh tuế 60 năm Hòa Thượng xuất gia, và chúng ta cứ mỗi độ mùa thu về sau 3 tháng an cư kết hạ, trời bắt đầu đã mưa dầm, làm cho tất cả những người con Phật ngậm ngùi và thương nhớ về hai tấm san tầm. Đó là điều báo ơn và tri ân không phải chỉ có người Phật tử chúng ta mà tất cả những người Việt Nam. Đây là một cái truyền thống tốt đẹp nhìn đời đã có từ xa xưa, và chúng ta biết rằng sau 3 tháng an cư kiết hạ, khi xưa Đức Phật còn tại thế, nhờ ngài Mục Kiều Liên với viên tuệ Pháp Vu Lan đã cứu mẹ, và từ đó truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên, đó là truyền thống của chúng ta đã có từ ngày xưa, khi đạo Phật truyền vào với hình ảnh của đại hiếu Mục Kiều Liên, và nó đã hòa nhập cùng với truyền thống của dân tộc. Từ đó cái đền ơn đáp nghĩa thì đã bắt đầu ăn sâu vào cái tư tưởng của người dân tộc. Do đó cho nên đạo Phật được gọi là đạo của ông bà, hay là đạo của tổ tiên. Cho nên từ đó người con Phật đã mang nặng trong dòng máu của mình bốn ơn cần phải trả. Đó là ơn cha mẹ, trước nhất là ơn cha mẹ, rồi ơn thầy tổ tam bảo, rồi ơn đàn Việt và ơn quốc gia. Do đó cho nên người Việt Nam chúng ta đều phải đền đáp công ơn, trước nhất phải nói đến cái ơn cha mẹ. Bởi vì chúng ta làm được những sự việc ở trên cuộc đời này, hoặc là chúng ta tạo, chúng ta làm được ông to chức cự, hoặc là chúng ta tạo nên gia sản sự nghiệp giàu sang phú quý, thì chúng ta đều phải có cái thân mạng này mới làm được. Mà khi đã mang cái xác thân mạng này thì tất nhiên là từ nơi tinh cha biết mẹ, từ nơi sự sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta mới có. Cho nên cái người nào bất hiếu với ông bà tổ tiên là chúng ta dù có làm được chức to hoặc là chúng ta được làm ông này bà kia, hoặc là chúng ta giàu sang phú quý, hoặc là chúng ta tu tập tạo nên thành thánh thành Phật thành cái gì đi nữa, mà bất hiếu với ông bà tổ tiên thì tất cả những việc làm của chúng ta đều hoàn toàn thất bại. Ví dụ chúng ta là một người là Phật là tiên mà bất hiếu với cha mẹ, tức là ông tiên ông Phật gia ngay. Cho nên chúng ta muốn làm Phật mà làm tiên mà được hiền lành là chúng ta phải gì, thờ là phải hiếu đối với ông bà cha mẹ. Thì như vậy là ông bà cha mẹ chúng ta tạo nên cái bóc dáng hình hài để tạo nên những cái sự nghiệp ở trên đời.
Nhưng đối với một bậc ân sư cao cả, chúng ta có cái thân này mà chúng ta được sự giải thoát, được xuất gia, được học đạo và được tiến bước trên con đường cao thượng là nhờ ơn của thầy tổ. Cho nên dù chúng ta bất hiếu hoặc là nghịch lại với thầy tổ thì chúng ta dù có thiên tinh vạn nguyện, hiếu là trước nhất. Cho nên chúng ta đền ơn đáp nghĩa, đó là một truyền thống của dân tộc. Người nào bất kính với cha mẹ, không nghĩ đến ông bà tổ tiên, là người đó sẽ trở thành là con người phản quốc, phải không? Phản quốc. Cho nên chúng ta nói một con người mà có đối với quốc gia thị thổ mà chúng ta nói một bất hiếu với ông bà cha mẹ thì những cái việc làm đối với tất cả những cái trên cái thế gian này bằng bảo vệ đất nước thì chúng ta cũng hoàn toàn thất bại. Do đó cho nên dù rằng là ngày hôm nay đối với tất cả hàng Phật tử xuất gia cũng như người đệ tử tại gia thì cái mùa Vu Lan là cái mùa ở đây chúng ta không phải nói rằng là đó là cái mùa báo hiếu. Đây là một cái biểu tượng để nhắc nhở cho chúng ta, ngày tháng 7 sau khi mùa An Cư Kiết Hạ Chư Tôn Đức, rồi chúng ta được sự thanh tịnh của các ngài, chúng nhờ công đức của các ngài chúng ta nghĩ đến công đức cha mẹ. Thì như vậy thì đây là một cái biểu tượng nhắc nhở cho chúng ta, chứ không phải chúng ta chỉ có ngày tháng 7 là ngày báo hiếu, mà chúng ta muốn báo hiếu là đời đời kiếp kiếp, bất cứ ngày nào, bất cứ giờ nào chúng ta cũng đều là báo hiếu cả. Đúng điều phải đền ơn đáp nghĩa, nghĩ nhớ đến ông bà tổ tiên và thầy tổ. Không phải chỉ có tháng 7, không phải chỉ mùa Vu Lan, mà đây là cái sự nhắc nhở cho chúng ta. Hả? Mọi người đều phải vùi vùi, chúng ta có đi đâu, làm việc gì, ở nơi chỗ nào, bất cứ nơi đâu, thì mùa tháng 7, ngày tháng 7 chúng ta phải quay trở về chùa, nhất là hiện về thầy, chúng ta báo hiếu bằng cách nào? Cha mẹ chúng ta còn hiện tại, rồi đạo hòa thượng đã 60 năm thành đạo trên đời này bằng cái sách thân tứ đại, bằng những cái thân giáo và ý giáo và khẩu giáo của hòa thượng vô biên, chúng hàng họ chúng con công lập xá hiệu hết và thực hiện được hết những cái lời dạy bằng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo hòa thượng. Thay mặt tất cả tăng ni cùng với tất cả quý Phật tử, chúng con đê đầu đảnh lễ kính chúc hòa thượng mãi mãi là bóng tay đại thọ để dìu dắt cái hàng họ chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, và cầu chúc cho tất cả quý Phật tử một mùa Vu Lan, một mùa báo hiếu, một mùa để đền ơn đáp nghĩa được trọn vẹn với ý nghĩa bằng sự tâm tư thành kính của mình để dâng lên mười phương chư Phật và tam bảo, dâng lên đảnh lễ hòa thượng mãi mãi ở trên cuộc đời này, và cũng dâng lên để cúng dường cho cha mẹ hiện tại cũng như nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nhờ công đức này để tỏ lòng hiếu kính của những người con Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mãn hạ rồi, mỗi người đi một ngã, cánh chim bằng đứt gió tận ngàn phương, đem tinh hoa trong 3 tháng hạ trường, gieo khắp nẻo hoa bồ đề rộ nở. Thay mặt tứ chúng đạo tràng phụ tử chúng con đem đầu cảm niệm tri ân thượng tòa chứng minh. Ngài đã từ bi ban bố và hướng dẫn cho chúng con trên bước đường học Phật tu nhân. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Minh Thiện, phó ban điều hành Lâm Tế Chúng Thánh Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu tiến về phía trước để dâng tặng phẩm lên khánh tế và chúc mừng kỷ niệm 60 năm hòa thượng ân sư. Chúng con cung thỉnh hòa thượng ân sư từ bi quan lâm đối trước án tiền để nhận phẩm vật của nhân Phật. Mời đại chúng chúng ta cho một tràng hô thay để chúc mừng hòa thượng.
Chúng con kính dâng lên Hòa Thượng Ân Sư bốn chữ Hoằng Pháp Lời Sanh, đúng như cả cuộc đời của Ngài đã dâng cho chúng con, cũng như con Hòa Thượng Hằng Hỷ, cũng như là Ngọc Thọ, cho hàng Phật tử tại gia chúng con hôm nay được cùng đức con thể đạo đàn. Xin quý vị trong một tràng pháo tay hân hoan cảm niệm công đức Hòa Thượng Đạo Hằng Hỷ Ngọc Thọ lễ phẩm cúng dường. Tiếp theo chúng con xin cung thỉnh để thể hiện tình Linh Sơn Pháp Lữ có Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Trường Thi tại tỉnh Khánh Hòa đã gửi phẩm vật lên chúc mừng Hòa Thượng Ân Sư. Chúng con thay mặt ban tổ chức xin đọc phương danh những đồng môn và tình Linh Sơn Pháp Lữ cũng như chứ nam nữ Phật tử các giới gửi tặng lên phẩm vật đối với Hòa Thượng Ân Sư. Chúng con cũng mong quý Ngài từ bi hoan hỷ mẫn thính. Phẩm vật môn đồ Pháp Phái Lâm Tế Trúc Thánh Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu. Phẩm vật chùa Long Phước Thọ xã Phước Thái. Phẩm vật Tỳ Kheo Thích Lệ Đạt. Phẩm vật chùa Linh Bụ huyện Nhân Trạch. Phẩm vật Đại Đức Vũ Lực Quảng Thần Đắk Nông. Phẩm vật Ni Viện Thiên Quang Ni Sư Thích Nữ Đồng Huy. Phẩm vật Chư Ni Huynh Đệ Đại Tòng Lâm. Phẩm vật Chư Ni Chùa Liên Phước. Phẩm vật Ni Sư Thích Nữ Hành Tấn Trụ Trì Chùa Bảo Sơn Bà Rịa Vũng Tàu. Phẩm vật Phật Tử Hà ở thủ đô Hà Nội. Phẩm vật Công ty Khánh Ninh tỉnh Khánh Hòa. Phẩm vật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bonidori Khánh Hòa. Phẩm vật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Phát tỉnh Khánh Hòa. Phẩm vật Phật Tử Đồng Mai thủ đô Hà Nội. Phẩm vật Phật Tử Hải Phòng. Phẩm vật Phật Tử Đồng Ai nước Anh Quốc. Phẩm vật gia đình Phật tử Chiếu Hải. Phẩm vật Phật tử Đồng Anh Đồng Hải. Phẩm vật Phật tử Đặng Đức Mẫn Pháp Danh Tâm Nguyện. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân và cảm niệm đến quý chư tôn đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và quý nam nữ Phật tử đã gửi phẩm vật đến chúc mừng Hòa Thượng Ân Sư. Chúng con kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp theo chương trình, mời chúng xuất gia và tại gia quỳ trước Hòa Thượng Ân Sư để cung thỉnh Hòa Thượng Ân Sư ban đạo từ nhân buổi lễ khánh tế và kỷ niệm 60 năm Ngài xuất gia tối hôm nay. Dù rằng có những
thất bại những thành tựu đều là chúng ta cần phải học hỏi. Xin cảm ơn khi anh chưa được đức thanh ly mà đã tổ chức buổi lễ hôm nay. Buổi lễ hôm nay đặc biệt là tối hôm nay có các vị thanh ly trong dòng phái Lâm Tế Chúa Thánh của hai tỉnh Đồng Nai và Vũng Tàu, và trong đó có hàng sư cháu nha, và đệ tử của người sư đệ con cũng đưa cả hai vị đi về để dự lễ. Các quý bạn ở đây cũng vậy, không phải trong những ngày này thì ở nhà lâu thực sự lưu được tình cảm vui vẻ của Linh Sơn cho những quý vị về thăm dự. Tôi xin đề đồng để cảm ơn nhất là các Phật tử đang lẽ là buổi tối nay quý vị ở nhà để làm công việc của nhà mình, thế mà quý vị bỏ cái thời giờ quý báu trở về chùa cùng mọi người là đồng dân hiến cũng như một phẩm vật. Con xin tri ân và xin kết tỏ nhận mạnh và xin nguyện cầu ứng công đức này đến người phương pháp giới và nguyện cầu tất cả chúng ta đều có sự an lạc, và mong rằng quý ngài chúng ta xung cái thời nào cũng nào cũng đều vinh đệ với nhau về hộ trì chúng ta. Xin tất cả mọi người chúng ta đồng nguyện nhân niệm đức đại hiếu kiền liên về hộ trì công đức. Y giáo phụng hành, y kính bạch quý ngài, kính thưa địa quý vị, để tiếp theo chương trình là dân hoa đạo thọ. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay để chúc mừng hòa thượng Thanh Sơn. Hàng tư chúng, chúng con cung thỉnh hòa thượng Thanh Sơn tiến hành phía trước và cung thỉnh chư tôn thượng tọa đại đức chứng minh tiến hành về phía bên trước để cắt băng chúc mừng để thông tế.
60 năm ngày Hòa Thượng xuất gia, thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, đã đến đây viên mãn. Thay mặt ban tổ chức tư chúng, chúng con đề đầu lãnh lễ cảm điện tri ân chư tôn Hòa Thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng quý nam nữ Phật nữ các giới đã nhân chút thời gian quý báu để chứng đáp đề đầu thịnh của ban tổ chức chúng con. Quý ngài đã quan tâm tại tổ đình Vũ Lâm chứng minh và đồng chúc mừng Hòa Thượng ân sư chúng con kỷ niệm 60 năm xuất gia và lễ thanh tế tới hôm nay. Trong lúc tiếp đó và cung thỉnh quý ngài không sao tránh khỏi sơ xuất, chúng con thay mặt ban tổ chức đê đầu đảnh lễ sám hối quý ngài, gửi mong quý ngài từ bi hoan hỷ. Thay mặt ban tổ chức chúng con cung thỉnh chư tôn đức hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni khởi thân hồi hương. Kính hòa thượng khởi niệm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.